vào giấy lô nha các bạn, à màu vàng nha. Quá con gì vậy? Con chim. À con chim Aribert hả? Giống gà thôi các bạn. Wow, phim. Con gì đây? Một cọp. Một con cọp màu hồng nha, đẹp quá à. Rồi còn con này. Quả con cọp này màu gì đây? Quả một con cọp màu cam các bạn ơi. Màu cam là tiếng Anh là gì? Quả hay quá. Window. Quả của Win một con mèo màu gì đây? À màu trắng. Màu trắng là quai á. Rồi. Rồi một con nữa đâu? Ê con này là con gì? Doraemon. Màu gì? Màu xanh nước biển. À đọc là gì? Tiếng Anh đọc là gì? Lu hay quá. Rồi con kiệt lớn đâu? Quả một con gì đây? Quả một con chó dễ thương quá các bạn ơi. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Chuẩn bị làm gì? Quá xin chào cực. Bạn Kiệt lớn, Kiệt nhỏ với bạn Quân Châu nha. Các bạn ơi, hôm nay bạn Kiệt lớn với bạn Kiệt nhỏ với bạn Quân Châu sẽ chơi trò chơi vô cùng hấp dẫn. Đó là mình sẽ đi tìm bánh kem nha, bánh sinh nhật á. Rồi bây giờ bắt đầu nghe, chuẩn bị 1, 2, 3 đi thôi. Qua mà con Châu tìm được cái gì rồi? Quá wow, một bánh kem mình con cọp rồi hả? Rồi rồi đem ra. Qua mà con lớn tìm được cái gì rồi? Cái gì vậy? Quá wow, một bánh kem Doraemon hả? Rồi lấy ra, lấy ra. Quá wow, còn nữa không? Còn nữa không? À, rồi bạn Kiệt, bạn Kiệt nhỏ được cái bánh kem gì à? Bánh con gì hả? Quả wow, trứng chim ai chứ giống con gà gì à? Quá wow, bạn Kiệt lớn đâu rồi? Bánh kem gì hả? Con mèo gì á? Rồi rồi rồi, chui ra, chui ra, chui ra. Đấy các bạn ơi, mấy bạn này đã tìm được rồi nghe. Rồi đi ra thôi. Wow, đẹp quá các bạn ơi, bánh kem đẹp quá. Rồi bạn Kiệt lớn chui ra được chưa? Đây các bạn ơi, một cái con mèo màu hồng đẹp quá nè. Quá con cọp, cọp màu hồng luôn nha. Rồi chui ra. Quá giờ bạn con Châu tìm được cái gì nữa chưa? Có chưa, có chưa? Đâu, đâu, đâu? Wow, một bánh kem hình con gì đây? Đây các bạn ơi, một cái bánh kem hình một con chó nữa. Rồi, rồi, chui ra thôi. Quá wow, các bạn nhỏ này hay quá các bạn ơi. Đây là màu giấy lô nha các bạn, à màu vàng nha. Quá wow, con gì vậy? Con chim Aribert. À con chim Aribert hả? Giống gà thôi các bạn. Quá phim. Con gì đây? Một cọp. Một con cọp màu hồng nha, đẹp quá à. Rồi còn con này. Quả con cọp này màu gì đây? Quả một con cọp màu cam các bạn ơi. Màu cam là tiếng Anh là gì? Quả hay quá. Window. Quả của Win một con mèo màu gì đây? À màu trắng. Màu trắng là quai á. Rồi. Rồi một con nữa đâu? Ê con này là con gì? Doraemon. Màu gì? Màu xanh nước biển. À đọc là gì? Tiếng Anh đọc là gì? Lu hay quá. Rồi con Kiệt lớn đâu? Quả wow, một con gì đây? Chó. Quả wow, một con chó dễ thương quá các bạn ơi. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Chuẩn bị làm gì? Quà các bạn kem nha. Đây đây. Đây các bạn ơi, hôm nay mấy bạn nhỏ này sẽ chơi một bữa tiệc bánh kem nha. Rồi bây giờ bắt đầu cắt bánh kem thôi. Đây. Rồi cắt con chim Aribert trước. Đây cắt ngang trước ta. Wow. Rồi cắt ngang rồi mình ăn thử nha các bạn. Đã quá các bạn ơi. Rồi tới bạn Châu cắt đi. Bạn Châu sẽ cắt con cọp màu hồng nha. Wow đã quá. Rồi của Bân Bin. Bân Bin cắt con này đi. Rồi Bân Bin cắt con Doraemon này các bạn ơi. Ngon không, ngon không? Rồi cắt mạnh ra mới ăn được nha. Rồi rút ra đó. Wow, ngon quá hả? Rồi chẻ ra luôn nghe, chẻ lên bên trong luôn. Wow, rồi tới bạn Kiệt lớn đi. Rồi bạn Kiệt lớn sẽ cắt con chó. Rồi bây giờ bắt đầu cầm bánh kem lên ăn thử nha. Ngon quá các bạn ơi. Wow, ngon quá các bạn ơi. Ơi, có muỗng không? Có muỗng không? Dít. Wow. Lấy dao ăn luôn hả? Đây của bạn Kiệt. Ui, có muỗng. Ngon không? Ngon không? Ngon quá. Rồi của bạn Châu đâu?
Rồi cô Vân Châu sắc ra đi. Ngon không? Đâu cô Vân Bin, Vân Bin sắc Doraemon ra đi. Wow. Trời ơi. Ấy các bạn, Vân Bin cạp cái bánh kem luôn rồi kìa. Rồi tới bạn Kiệt, Kiệt lớn nha. Bạn Kiệt lớn sắc bánh kem rồi ăn đi. Wow. Ôi, vẫn xanh lè luôn rồi kìa. Ai cho miếng bánh kem đi. Ai con chim hả? Cho miếng bánh kem chim đi. Đây các bạn ơi, con ngon không? Bánh kem chim màu vàng nè, ngon quá à. Wow, thôi miếng thôi, miếng thôi. Wow, đây nè các bạn ơi, ngon lắm á. Đây một cánh gà màu màu hồng mà, ngon quá. Đây, con thử màu hồng đi các bạn ơi. Ăn thử cái miếng màu xanh đi. Ngon, trời ơi, lưỡi xanh lè luôn. Ngon quá các bạn ơi. Cho bắt thành miếng đi. Wow, nhiều quá à. Đây các bạn ơi, ngon quá. Của bạn Bin ăn lưỡi xanh lè luôn á. Bom, ngon quá à. Xô. Rồi giờ bắt đầu mình dẹp bánh kem cái mình lụm trứng nha. Rồi đây nè các bạn, ăn bánh kem xong chưa? Ăn nữa không? Rồi bây giờ bắt đầu mình đi lụm trứng nha, mình đi tìm trứng nha. Wow. Đây các bạn ơi, bây giờ các bạn nhỏ này bắt đầu trò chơi thí tìm trứng nha. Rồi 1, 2, 3 tìm thôi. Wow, tôi biết được cái gì rồi. Rồi bên đây còn trứng nè, chú quá. Quả wow, còn cái trứng màu xanh đây, hay quá. Rồi chui ra nghe. Bạn Kiệt lớn lượm được gì rồi? Đó, lượm được một quả trứng thôi. Quả trên đây còn nữa nè. Rồi chui vô lượm nhanh lên. Quả hai trứng rồi, hay quá. Rồi chui ra. Quả Bạn Kiệt lớn được gì á? Một trứng màu vàng rồi hả? Hay quá, rồi chui ra. Rồi bạn Châu được gì chưa? Trời, bạn Minh chui vô xe rồi hả? Trời, lượm được một trứng màu hồng hả? Rồi bắt đầu chui ra nha. Ê, đâu rồi, ai tìm được mấy trứng đâu rồi? Chui ra đi. Wow, quá trời trứng luôn nè các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đếm trứng nghe. Ủa, trứng bạn Minh đâu rồi? Trứng bạn Minh đâu? Đây các bạn ơi, wow. À, bạn Minh với bạn Kiệt nhỏ là tìm được nhiều nhất nha các bạn. Rồi bây giờ nói màu nghe. Rồi nói màu đi. Đây là màu đỏ là red nha các bạn. Wow, màu đỏ là red đây. Đây là màu xanh gì ta? Màu xanh lá cây. Là green. Của bông pin, của bông pin là gì đâu? Màu cam. Là orange. Là blue. Rồi của bông châu đâu? Màu pin, màu hồng. Wow, hay quá các bạn ơi. Các bạn nhỏ này hôm nay chơi vui quá à. Rồi như vậy là video đi tìm trứng với tìm bánh kem đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video đằng sau nha. Bye bye. Đây là màu giấy lô nha các bạn, màu vàng nha. Ủa, con gì vậy? Chim Adibus. À, con chim Adibus hả? Quả wow, pin, con gì đây? Một con cọp màu hồng nha, đẹp quá à. Rồi còn con này, quả wow, con cọp này màu gì đây? Quả wow, một con cọp màu cam các bạn ơi, màu cam là tiếng Anh là gì? Quả wow, hay quá, pin đâu? Quả wow, con pin một con mèo màu gì đây? À màu trắng là quai á. Rồi một con nữa đâu? Ê, con này là con gì? Doraemon màu gì? Màu xanh nước biển. À, đọc là gì? Tiếng Anh đọc là gì? Lu, hay quá. Rồi, con Kiệt lớn đâu? Wow, một con gì đây? Con chó. Wow, một con chó dễ thương quá các bạn ơi. Rồi, bây giờ chuẩn bị nha. Chuẩn bị làm gì?